Chào mọi người, hôm nay em lên đô. Mọi người xem sao nào để liền nhé. Số điện thoại 0349 653 147. Đầu tiên cái thử. Cái này dài 30, 15. Số 1 30.000. Số 2. Rồi số 2 60.000. Cái này dài 50 25. Số 3. Rồi cái này 50 25, cái này 60.000. Số 3 60.000. Số 4. Số 4 60.000, dài 50 25. Của hãng Niigata. Số 5 có 3 mũi tarot. 1 mũi 20. Tổng số của nó là 20 mọi người. Mũi này 20 dài 2 phân rưỡi này. Mũi này mũi 20 nhé. 20 mm. Tiếp theo mũi 18. Mũi này hư rồi mọi người. Còn mũi này thôi. 15. Rồi được 2 mũi này thôi mọi người. Rồi 2 mũi này 70.000. Số 6 hai cái mũi khoáng. 1 mũi 12. Mũi này của hàng Na Chi này. Nó hơi mờ đấy nhưng mà khó nhìn lắm. Mũi này của hàng Na Chi, mũi 12 của hàng Na Chi. Mũi 10 ly rưỡi. HSS có dấu dịch này. Rồi 20 này 90.000. Số 6 90.000. Số 7 cái cửa này. Cái này lưỡi mìn nhé.
lựa dai 20. Cái này là tẹt đây, con cắt được mọi người, cắt được. Rồi, số này cái cưa này 170.000. Số 7 170.000. Tiếp theo cái cạp. À, cái này có số mát này 370. Chiều nay kẹp được 15 16 16. Chiều nay 7 phân. Rồi, cái này 90.000. Số 8 90.000. Số 9. Cái này thông số của nó là 5 nhân 15. 5 nhân 15 cm. À, cái này 90.000. Số 9 90.000. Tiếp theo số 10. Cái này là của hãng Sơn Ký. Thông số của nó là 250 80. Rồi, cái này 170.000. Số 10 170.000. Tiếp theo cái đục số 11. Cái này bạn lưỡi 4 phân, hơi bị rỉ. Rồi cái này 40.000. Mười một 40.000. Mười hai. Cái này bạn lưỡi 1/7 ly. Cái này 50.000. Rồi 12 50.000. Mười ba. Một đây. Bạn lưỡi 2/4 ly. Cái này 50.000. Mười ba 50.000. Mười bốn. Cái này có mộc đây, hơi mơ. Bằng lưỡi 1 phân. Cái này 50.000. Mười bốn 50.000.
15. Nghe lời bị mẹ lừa. Lưỡi dài đồng 3 phân rưỡi, 3 phân 6. Rồi cái này 80.000. Mười lăm tám mươi mười sáu. Càng này có hơi cũ rồi nhưng mà còn cứng mà. Lưỡi dài 19 năm. Bằng lưỡi 4 phân rưỡi, dài 5 6 lý. Rồi. Tổng chiều dài cạn là 40 phân. Cái này 400 nghìn. Rồi. 16 400 nghìn. Mười bảy, cái này dài 16 phân, rồi cái này 70.000. Mười bảy 70.000. Mười tám cái này có vẻ mới hơn. Lưỡi nó bị ngắm lên. Cái này dài 22 phân. Cái này 120.000. Mười tám 120.000. Mười chín một cây cầm ba. Nó hơi cứng. Cái này dài 24 phân 5 lý. Cái này 150.000. Mấy chín 150.000. Hai mươi hai mươi 260.000. Hai mươi một. Cái này của hàng ô hạt nặng 0,9. Và cái này 150.000. Tiếp theo 22.
Đầu nóng này còn đẹp mọi người. Thép thủ công khá là đẹp. Chút nêm con. Cả này con sai được, nặng 1 kg 3. Cái này 170.000. Hai ba. Cái này không thể mộc đấy. Bây giờ 25 phân. 23 80.000. Hai tứ. Rồi 24 80.000. Hai lăm. Bây giờ 26 phân. 25 230.000. Sáu. Bộ bếp nặng 1 kg 3 da bằng nặng 3 kg 6. Cái này 350.000. Hai sáu 350.000. Hai bảy là hai cái lưỡi dao này, lưỡi này bị mẹ này. Bị cận này mọi người, cận nước đây rồi. Mọi người về đồ lại làm kia một đồ khác, còn cái này thì bị rỉ. Rồi hai cái này 160.000. Tiếp theo đến kích mọi người.
Cái này cao kích được cỡ 8 phân rưỡi. Cái này thì tem nó cũng mất hết rồi. Không thấy mọc ra hết mọi người. Không thấy thương hiệu đâu hết. Cái này 200 nghìn. Này, 28 200 nghìn. Nặng 3 kg 2. Hai chín. À, kích lên cao được 10 phân. Cái này ốc lố nha mọi người. Ốc là thành đây nặng 3 kg. Không thấy thương hiệu đấy. Cái này 150 nghìn. Hai chị 150 nghìn. Ba mươi. Rồi, 50 mm. Cái này 120 nghìn. Ba một. Cái này có lốt tớ. Cái này 120 nghìn. Cùng 50 mm. Ba hai. Cái này của Lotte. Ba hai 120 nghìn. Ba ba. Cái này của săn ký 50 mm. Rồi, cái này 120 nghìn. Ba tư.
Cái này có chút cố. Cái này dịch vải hàng nhiêu? 120.000. Ba lắm đến cái kim này. Size số 3 của hãng Kakuta. Ngam này kẹp được 8 phân. Tổng chiều dài của nó là 25. Cái này 240.000. Ba sáu nó chỉ có tém in chữ nhật trên này thôi. Rồi, cái này 120.000. Chiều dài của nó là 25. Tổng cân nặng là 4 lượng, 36 120. 37. Cái này con tem nó bị tróc hết rồi. Nặng 4 lượng, cái này 110.000. Chiều dài là 27. Tiếp theo là kim. Cái này kim cắt của hàng top. Có lỗ tuột dây điện. Đây là thiết bị mẹ một ít đây. Rồi, cái này 80.000. Dài 16 phân. Tiếp theo cái kim cắt của hàng Hàn Tún. Cái này 50.000. Dài 15. 39 50.000. Bốn mươi một cây như vậy luôn. Rồi, cái này 60.000. Bốn mươi 60.000. 41 đến cái kim cổ của hàng kính. Cái này dài 18. Rồi, cái này 150.000. Bộ 150.000. 42 cái kim của Phú Gia nó bị lỗi, bị cận như này.
Cái này dài 20 phân 5 ly. Cái này 160.000. Bốn hai 160.000. Bốn ba. Cái này có hạ kính. Chữ nó hơi mơ. Dài 18. Cái này 150.000. Bốn ba 150.000. Bốn bốn. Cái này của hãng Victor. Lưỡi đắng lên cổng cục cận ngay đây. Cái này da 20 5. Các đầu trên này thì vẫn bình thường đấy. À, cái này 160.000. Bộ bộ 160.000. Rồi cuối cùng là một cặp khóa như này. 14 17 mọi người. Hai cây giống nhau. Hai cái này 120.000. 14 17 120.000. Hai cây. 45 120.000. Rồi, video của em đến đây kết thúc rồi. Chào mọi người. Hẹn mọi người clip tiếp theo.